Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục series đọc BA cùng hai lúa. Trong tập này chúng ta tiếp tục chương Requirement Lifecycle Management và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là Prioritize Requirement tạm dịch là ưu tiên yêu cầu. Prioritize Requirement ưu tiên ác yêu cầu mục đích của nó là để xếp hạng các yêu cầu theo một cái thứ tự tương đối về cái mức độ quan trọng của nó thì việc ưu tiên yêu cầu này là hành động xếp hạng các yêu cầu để xác định tầm quan trọng tương đối của chúng đối với các bên liên quan khi một yêu cầu được ưu tiên nó được ưu tiên lớn hơn hoặc ít hơn ưu tiên có thể đề cập tới giá trị tương đối của một yêu cầu hoặc trình tự mà nó sẽ thực hiện ưu tiên là một quá trình liên tục với các ưu tiên thay đổi khi bối cảnh thay đổi sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yêu cầu được xác định và có thể được sử dụng làm cơ sở để ưu tiên. Ưu tiên là một cái bài tập, một cái hoạt động cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo được cái giá trị tối đa mà chúng ta mang lại cho các stakeholder. Và input ở đây mọi người sẽ thấy nó là bao gồm requirements và designs. Requirement là bất kỳ yêu cầu nào mà dưới dạng văn bản, ma trận hoặc sơ đồ để giúp cho chúng ta có thể sẵn sàng trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên. Design thiết kế là bất kỳ thiết kế nào ở dạng văn bản, nguyên mẫu hoặc sơ đồ để sẵn sàng để mà chúng ta thực hiện cái việc ưu tiên. Các bạn sẽ thấy là trong thực tế làm việc của một bạn BA, uh, ITBA cũng được mà non ITBA cũng được. Việc sắp xếp ưu tiên các yêu cầu nó đòi hỏi chúng ta phải làm sao để mà tối ưu hóa giá trị mang lại cho các stakeholder. Chúng ta không thể nào lập thứ tự ưu tiên dựa trên cái sở thích của BA hoặc là chúng ta đặt thứ tự ưu tiên theo kiểu là cái yêu cầu nào dễ thì chúng ta làm trước các yêu cầu cầu nào khó mà thì chúng ta làm xong. Tất cả mọi thứ tôi ưu tiên nó đều phải được thực hiện một cách khách quan và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm của người BA nữa vẫn cần cái sự thực tiễn để mà đảm bảo cái requirement đó khi mà nó được ưu tiên nó có thể đảm bảo được là ừ khi mà release ra thì có thể đảm bảo thực sự cái giá trị cho các bên liên quan các bên liên quan người ta đặt rất là nặng về cái việc mà chúng ta ưu tiên và bản thân khi mà các bạn áp dụng những cái mô hình Agile Scrum mọi người sẽ thấy là các thứ tự ưu tiên khác nhau sẽ tương ứng với việc là khi mọi người làm Spring Planning các cái requirement ưu tiên nó sẽ được nó sẽ được thực thi vào các cái spring đầu tiên còn các cái thứ tự ưu tiên mà nó thấp hơn thì nó sẽ được sắp xếp vào các spring trong tương lai tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu các cái thành phần ưu tiên yêu cầu Đầu tiên các bạn sẽ thấy là cái nền tảng, cái cơ sở cho việc thực hiện cái thứ tự ưu tiên thống nhất bởi các bên liên quan đã được xác định trong cái phần mà Business Analysis Planning and Monitoring những cái phần này chúng ta đã nói ở các chương trước thì các bạn sẽ thấy là có khá là nhiều yếu tố để mà chúng ta có thể đặt thứ tự ưu tiên để mà chúng ta có thể làm cái cơ sở cho thứ tự ưu tiên thì cái yếu tố đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là Benefits chúng ta tạm dịch là lợi ích lợi ích cho các bên liên quan đó là kết quả của việc thực hiện yêu cầu nó được đo lường dựa trên các mục tiêu và sự thay đổi của mục tiêu. Lợi ích được cung cấp có thể đề cập tới một số chức năng cụ thể, chất lượng mong muốn hoặc mục tiêu chiến lược hoặc mục tiêu kinh doanh. Nếu có nhiều bên liên quan, mỗi nhóm có thể nhận được những cái lợi ích khác nhau. Đôi khi chúng ta sẽ xảy ra các cái xung đột không mong muốn. Thì để giải quyết xung đột và để đàm phán làm sao để mà chúng ta có thể đảm bảo được cái lợi ích các bên nó đòi hỏi cái sự đồng thuận và nó đòi hỏi cái sự khéo léo của người bị ai rất là nhiều. Các bạn sẽ thấy là lợi ích nó luôn là bất biến mà chúng ta không thể nào loại nó ra khỏi dòng cuộc chơi được lợi ích nó luôn sẽ đảm bảo được cái sự tham gia cái sự nhiệt tình của tất cả các bên liên quan vào trong dự án cơ sở thứ hai đó là penalty tạm dịch là sự trừng phạt thì cái việc mà các bạn thấy là cái hậu quả do không thực hiện được yêu cầu đã cho nào nó cũng sẽ có những cái chế tài nhất định cái việc trừng phạt này á, nó bao gồm ưu tiên các yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu được áp đặt bởi bên trên tổ chức hoặc các quy định chính sách để mà có thể đưa ra những cái ưu tiên hơn mình lấy ví dụ ha như chúng ta làm các cái dự án mà nó đòi hỏi sự thay đổi bởi vì do cập nhật mới về quy định pháp luật khi đó các bạn sẽ thấy là cái thứ ưu tiên nó sẽ rất là cao cho dù là bất kỳ một cái dự án nào đang rush đi chăng nữa cái những cái thay đổi những cái dự án để mà nó đáp ứng những cái yêu cầu pháp luật nó luôn được đặt thứ tự ưu tiên cao nhất tại vì nếu như mà chúng ta không thực thi theo các quy định pháp luật thì chuyện bị phạt là chuyện đương nhiên. cái cơ sở tiếp theo đó là cost tức là chi phí. thì cái chi phí nó là những cái resource những cái nguồn lực cần thiết để mà có thể đạt được yêu cầu. những cái thông tin về chi phí thường được thu thập từ đội ngũ triển khai hoặc là từ nhà cung cấp hàng hoặc là stakeholder có thể thay đổi ưu tiên của mình sau khi biết chi phí. chi phí thường được sử dụng kết hợp với các tiêu chí khác chẳng hạn như là phân tích lợi ích khi mà dùng chi phí này. yếu tố tiếp theo đó là rủi ro thì khả năng rủi ro mà không thể mang lại các giá trị tiềm năng hoặc không thể đáp ứng được điều này có thể bao gồm nhiều yếu tố như là độ khó trong việc triển khai một yêu cầu hoặc là khả năng các bên liên quan sẽ không chấp nhận một thành phần giải pháp nếu có rủi ro rằng giải pháp không khả thi kỹ thuật yêu cầu khó triển khai nhất có thể được ưu tiên lên đầu danh sách để mà giảm thiểu tài nguyên được chi trước khi biết rằng một giải pháp đề xuất không thể được bàn giao một bằng chứng về khái niệm có thể được phát triển để xác định rằng các tùy chọn rủi ro là khả thi. Thì cái phần risk này á các bạn sẽ thấy là rủi ro, chúng ta thường có một cái tư duy đó là chúng ta sẽ đưa những cái yêu cầu mà nó có rủi ro thấp lên trước, những cái yêu cầu có rủi ro cao để sau. À, tuy nhiên, đôi khi các bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải cân bằng giữa lợi ích, cân bằng giữa chi phí và cân bằng giữa rủi ro. Có những cái rủi ro thực sự nó rủi ro nó sẽ rất rủi ro nhưng nó có thể mang lại những cái nguồn doanh thu lớn nó có thể mang lại những cái sự gọi là sự outstanding sự dẫn đầu về thị trường khi đó các bạn sẽ thấy là người ta đôi khi có thể phải chấp nhận cái sự rủi ro đó để mà chúng ta có thể đạt được những mục đích cao xa hơn tất nhiên rủi ro thì phải đi kèm với việc tuân thủ pháp luật chứ không phải rủi ro là một cái gì đó chúng ta có thể tự tiện mà chúng ta bỏ cái sự luật pháp đi chúng ta bỏ quy định pháp luật đi để mà chúng ta cố chấp hoàn thành tất cả mọi thứ à, những cái đó thì hoàn toàn không có được gọi là được khuyến khích trong quá trình mà các bạn làm AI Tiếp theo, chúng ta có một cái yếu tố gọi là dependencies, những yếu tố phụ thuộc. Thì cái mối quan hệ giữa các yêu cầu trong đó một yêu cầu không thể đáp ứng được nếu như yêu cầu khác không được đáp ứng. Trong một số tình huống có thể hiệu quả khi mà triển khai các yêu cầu liên quan trong cùng một lúc. Các yếu tố phụ thuộc có thể là bên ngoài dự án bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của các nhóm khác, cam kết về những sách hoặc sự sẵn có của tài nguyên. Các cái sự phụ thuộc này được xác định trong cái phần trace requirement, chúng ta theo dõi như ta, revert những cái requirement thì những cái sự phụ thuộc này trong thực tế nó có rất là nhiều Ví dụ các bạn sẽ thấy là chúng ta cần sự phụ thuộc vào việc chúng ta chọn vendor Chúng ta cần phụ thuộc vào chuyện chúng ta cần được sự phê duyệt của cấp lãnh đạo Chúng ta phụ thuộc vào nguồn hàng của nhà cung cấp Chúng ta phụ thuộc vào model của cái sản phẩm thiết bị mà chúng ta dự định triển khai vân vân và vân vân Thì những yếu tố phụ thuộc này các bạn sẽ thấy là nó cũng liên quan mật thiết rất nhiều Trong quá trình mà chúng ta làm project management Project management nó cũng sẽ có cái sự tương quan tương đối rất nhiều về BA và khi mà chúng ta làm BA các bạn sẽ thấy là chúng ta đôi khi chúng ta phải tư vấn cho các bạn project manager trong việc là làm sao để mà giảm thiểu được những cái dependencies làm sao chúng ta có thể xác định được các dependencies các bạn có thể thấy là hầu hết các dependencies nó nằm trong phần non functional requirements các cái phần non functional địa khoan mình nó cho chúng ta rất nhiều các cái yếu tố về mặt con người về mặt trang thiết bị về mặt performance về mặt design về mặt certificates vân vân và vân vân thì những cái đó hầu như chúng ta sẽ thấy là nó phụ thuộc và nó là những yếu tố mà dự án phụ thuộc vào để mà chúng ta hoàn thành được dự án tại vì chúng ta không xét những yếu tố đó nó sẽ gặp phải cái vấn đề là lỡ dự án hoàn thành xong chúng ta không chạy được À, chúng ta phải giải quyết được các yếu tố dependency đó làm sao cho một cách hiệu quả nhất. Các yếu tố tiếp theo đó là time sensitivity, tức là cái độ nhạy cái độ nhạy cảm về mặt thời gian. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta luôn phải chạy đua với deadline và cái việc mà chúng ta thực hiện cái requirement đó ở cái ngày hết hạn tốt nhất nó sẽ là cái yếu tố ưu tiên hàng đầu thấy là điều này bao gồm các kịch bản thời gian đến thị trường trong đó lợi ích thu được sẽ lớn hơn nếu như chức năng được cung cấp trước đối thủ cạnh tranh nó cũng có thể ám chỉ đến chức năng theo mùa chỉ có giá trị một thời điểm nhất định trong năm vân vân bên cạnh cái chuyện là xếp giấy bên cạnh cái chuyện là xếp thích là release trước một thời gian nhất định nào đó cái time sensitivity này nó thể hiện rất rõ về việc là đối với các bạn làm vai trò là non atba các bạn làm các cái vai trò sale marketing vân 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 nó đòi hỏi chúng ta phải rất là rush nó đòi hỏi chúng ta phải luôn theo dõi được cái sự quan trọng của cái đó có cần release sớm hay không, có cần phải thực hiện một cách nhanh chóng hay không và cái time sensitivity này nó đòi hỏi chúng ta sẽ phải đôi khi phải phụ thuộc vào cái sở thích của người lãnh đạo chứ không phải là chúng ta thích làm gì thì làm yếu tố tiếp theo đó là stability đó là độ ổn định khả năng yêu cầu nó có thể bị thay đổi hoặc vì nó cần phân tích sâu hơn hoặc vì các bên liên quan chưa đạt được sự đồng thuận về nó nếu yêu cầu không ổn định nó có thể ưu tiên thấp hơn để giảm thiểu công việc không mong muốn và sự lãng phí à, thì cái này cũng rất là rõ thôi trong bất kỳ dự án nào cho dù là các bạn làm outsourcing hay là các bạn làm team in house chăng nữa thì việc mà requirement mà nó không clear thì chúng ta rất là khó để mà chúng ta tiếp tục rất là khó để để mà chúng ta kick off chúng ta phải đảm bảo cái requirement nó thực sự rõ ràng tại vì nếu như chúng ta có thể kick off xong rồi nó lại đổi requirement thì nó sẽ rất rất là khó cho chúng ta khi mà chúng ta đã bỏ rất nhiều nguồn lực rồi mà chúng ta lại phải bỏ dở giữa trần thì nó đã rất là lãng phí và cái cuối cùng ở cái phần này đó là những cái yếu tố liên quan tới việc tuân thủ quy định hoặc chính sách, các yêu cầu phải được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu quy định hoặc chính sách được áp đặt lên tổ chức có thể được ưu tiên so với các lợi ích của các bên liên quan khác. cái này thì mình cũng đã nói hồi nãy rồi. chúng ta sẽ liên quan tới việc là penalty. À, thì khi các bác bạn thấy là quy định pháp luật nó đã yêu cầu thay đổi, quy định quy chế công ty hướng dẫn nó đã yêu cầu thay đổi thì chúng ta sẽ phải ưu tiên để mà đảm bảo được chúng ta không bị phạt và chúng ta phải đảm bảo được là tất cả mọi thứ đều được thực thi dưới quy định pháp luật chúng ta không thể nào mà chúng ta tự tiện được à, thì các bạn sẽ thấy là những cái yếu tố đi qua cái việc tuân thủ nó luôn đòi hỏi cao nhất mà đôi khi nó luôn đòi hỏi cao nhất chứ không phải là thép xếp thích hay là khách hàng là thượng đế vân vân và vân vân yếu tố tiếp theo đó là challenge of prioritization những thách thức của việc ưu tiên ưu tiên các bạn thấy là nó là một cái yếu tố về mặt đánh giá về giá trị tương đối mỗi bên liên quan có thể đánh giá một điều khác nhau khi điều này xảy ra có thể xảy ra xung đột giữa các bên liên quan các bên liên quan cũng có thể gặp khó khăn trong việc xác định bất kỳ yêu cầu nào là ưu tiên thấp hơn và điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các sự lựa chọn cần thiết ngoài ra các bên liên quan có thể vì vô cố ý hoặc vô ý chỉ ra ưu tiên để ảnh hưởng kết quả mong muốn của họ tức là đôi khi chúng ta sẽ đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu các loại yêu cầu khác nhau có thể không phản hồi tất cả các tiêu chí theo cùng một cách và có thể dường như xung đột có thể nhu cầu cho các bên liên quan để mà lựa chọn trong việc ưu tiên à, các bạn sẽ thấy là cái challenge lớn nhất đó là không ai chịu ai ai cũng muốn mình là the best ai cũng muốn mình là ngôi sao sáng nhất trong giải ngân hàng thì việc này đó là bản thân mình trong thực tế cũng gặp phải rất là nhiều và chúng ta đôi khi không thể nào mà balance các lợi ích của các bên được ai cũng muốn dành phần hơn ai cũng muốn dành nhiều tiền nhất ai cũng muốn dành cái danh ai cũng muốn dành cái lợi thì thật ra đối với một người BA một người đòi hỏi chúng ta sẽ phải giảm thiểu những cái tham sân si đi chúng ta không nên bè phái chúng ta không có nên theo một cái phe nào cả và chúng ta cũng không có nên đặt lợi ích của chính bản thân BA lên hàng đầu lời khuyên của mình đó là hãy đặt cái lợi ích chung của tổ chức cái tổ chức cần gì, cái tổ chức quan trọng gì tốt nhất cho tổ chức thì chúng ta lên theo chiều đó. Điều này nó sẽ giảm thiểu một phần nào đó cái việc mà chúng ta đi theo phe ai, chúng ta định ai, chúng ta phối hợp với ai một cách gọi như là hơi bị thiên vị vân vân. À, hãy vì cái chung. Cái tiếp theo, cái cuối cùng đó là liên tục ưu tiên. Thì các ưu tiên có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh và đôi khi chúng ta có thể thay đổi dựa trên là chúng ta có thêm thông tin, chúng ta có thêm sự hỗ trợ vân vân. Ban đầu, ưu tiên được thực hiện ở mức trụ tượng và khi các yêu cầu được tinh chỉnh hơn nữa, khi các yêu cầu được làm rõ hơn, vì ưu tiên được thực hiện ở mức độ chi tiết hơn và sẽ kết hợp các cơ sở bổ sung để mà ưu tiên khi chúng trở nên phù hợp. Cơ sở để ưu tiên có thể khác nhau ở các giai đoạn. Ví dụ, các bên liên quan ban đầu có thể ưu tiên dựa trên lợi ích, nhóm thực hiện sau đó có thể ưu tiên lại các yêu cầu dựa trên trình tự mà chúng phải được thực hiện do các ràng buộc kỹ thuật. Khi nhóm thực hiện đã được cung cấp, chi phí của từng yêu cầu các bên liên quan có thể lại ưu tiên một lần nữa ưu tiên nó đòi hỏi chúng ta phải giống như là uh, retro chúng ta phải review liên tục để mà chúng ta sắp xếp các thứ tự ưu tiên tùy thuộc vào các giai đoạn khác nhau của từng dự án dự án it cũng được non it cũng được chúng ta cũng phải đảm bảo được cái chuyện là chúng ta có một cái thứ tự ưu tiên một cách phù hợp cho từng dự án khác nhau và liên tục liên tục các bạn thể thấy là đôi khi trong dự án thực tế itba đôi khi chúng ta một hai spring chúng ta lại phải thay đổi thứ tự ưu tiên một lần hoặc là đôi khi có sự thay đổi về mặt kinh doanh chúng ta lại phải ok mang những cái nhỏ mang những cái thứ tự ưu tiên thấp trước đây nó lại biến thành những cái chính những cái quan trọng để mà chúng ta đặt lên khi mà chúng ta thực hiện một cái thứ tự ưu tiên tốt hơn tùy thuộc vào từng tình huống dự án khác nhau mà chúng ta sẽ có những cái thứ tự ưu tiên khác nhau phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu liên quan tới cái phần guideline and tool Thứ nhất, nó sẽ có những cái business contract, những cái yêu cầu liên quan tới uh, ràng buộc về mặt nghiệp vụ, ràng buộc về mặt kinh doanh, vân vân Các quy định pháp lý, các nghĩa vụ hợp đồng và các chính sách kinh doanh có thể xác định được các cái thứ tự ưu tiên. Thứ hai là sự thay đổi về mặt chiến lược, cung cấp các thông tin về chi phí, thời gian và thực hiện các giá trị được sử dụng để mà xác định ưu tiên của yêu cầu. Domain knowledge, các kiến thức nghiệp vụ, thì kiến thức nghiệp vụ và chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau để mà chúng ta thực hiện các thứ tự ưu tiên đó là một yếu tố quan trọng và tại sao các bạn sẽ thấy là luôn sẽ có subject matter expert để mà hỗ trợ những nội dung này cái phương pháp quản trị thì phương pháp quản trị là đề xuất để mà chúng ta đưa ra được những yêu cầu một cách phù hợp nhất kinh nghiệm về mặt quản lý này, những cái yêu cầu về mặt chiến lược này để mà đặt thứ tự ưu tiên kiến trúc yêu cầu được sử dụng để hiểu mối quan hệ với các yêu cầu và các sản phẩm công việc khác các cái công cụ quản lý yêu cầu bao gồm các thuộc tính yêu cầu được ưu tiên để có thể giúp các bạn BA sắp xếp và truy cập các yêu cầu theo mức độ ưu tiên một cách dễ dàng nhất thì mỗi công ty mỗi BA có thể xây dựng cho mình một cái tool, một cái mô đồ nhất định để mà chúng ta áp dụng được các cái trường hợp khác nhau và cuối cùng là cái phạm vi của các giải pháp được xem xét khi ưu tiên để mà đảm bảo được là chúng ta có thể dễ dàng quản lý nè chúng ta thỏa mãn được các cái value các cái yêu cầu của các stakeholder nè ở phần này chúng ta có một số cái techniques để mà áp dụng khi mà chúng ta thực hiện ưu tiên yêu cầu đầu tiên lý backlog được sử dụng để so sánh các yêu cầu cần được ưu tiên backlog có thể là cái vị trí mà nơi cái sự ưu tiên được duy trì tiếp theo là business case được sử dụng để xác định yêu cầu có giá trị cao decision analysis để mà chúng ta có thể xác định các yêu cầu có giá trị cao có cái giá trị mang lại tốt nhất về mặt chiến lược đáp ứng tốt nhất về mặt chiến lược estimation ước tính được sử dụng để mà tạo ra ước tính trong cơ sở của việc ưu tiên Phân tích tài chính được sử dụng để đánh giá giá trị tài chính và của một tập hợp các yêu cầu và cách thời gian giao hàng cách thời gian release cách thời gian delivery một cách uh, tốt nhất để mà làm sao để mà thỏa mãn được các yếu tố về mặt tài chính. Interview phỏng vấn được sử dụng để hiểu cơ sở ưu tiên hoặc ưu tiên của một nhóm lợi ích cá nhân hoặc là một nhóm lợi ích nhỏ. Item checking uh, theo dõi những cái thành phần theo dõi những cái mục được sử dụng để theo dõi các cái vấn đề được đưa ra bởi các bên liên quan trong quá trình ưu tiên. Prioritization à, ưu tiên được sử dụng để tạo điều kiện cho quá trình ưu tiên à, phân tích và quản lý rủi ro được sử dụng để hiểu cơ sở rủi ro cho việc ưu tiên workshops những cái hội thảo được sử dụng để hiểu cơ sở ưu tiên hoặc ưu tiên của các bên liên quan trong một môi trường nhóm Tiếp theo, ở đây chúng ta có 6 cái stakeholder liên quan trong cái quá trình ưu tiên này. Đầu tiên là khách hàng. Khách hàng xác minh rằng các yêu cầu được ưu tiên sẽ mang lại giá trị từ quan điểm của khách hàng hoặc là người dùng cuối. Khách hàng cũng có thể đàm phán để thay đổi thứ tự ưu tiên để mà dựa trên cái lợi ích, cái mong muốn, cái giá trị của họ để mà đưa ra được cái thứ tự ưu tiên phù hợp nhất. Người dùng cuối xác minh rằng các yêu cầu được ưu tiên sẽ mang lại giá trị từ quan điểm của khách hàng hoặc là người dùng cuối. Uh, Subject matter expert là uh, những cái chuyên gia để mà cung cấp các thông tin liên quan hoặc phụ thuộc kỹ thuật để có thể đàm phán hoặc là thay đổi việc ưu tiên dựa trên những cái ràng buộc kỹ thuật quản lý dự án, project manager uh, sử dụng việc ưu tiên làm đầu vào kế hoạch dự án và phân bổ các yêu cầu cho các biên bản phát hành uh, cơ quan quản lý có thể xác minh rằng việc ưu tiên là một nhất quán, uh, quan trọng nhất và cuối cùng là các nhà tài trợ để mà đảm bảo được là các cái thứ tự ưu tiên này có thể đưa ra những cái giá trị một cách tốt nhất trong các cái uh, góc nhìn của một cái tổ chức và cuối cùng của nội dung này đó là kết quả đầu ra output thì kết quả đầu ra ở đây nó sẽ là những cái requirement đã được sắp xếp thứ tự ưu tiên các yêu cầu được ưu tiên hoặc xếp hạng có sẵn cho công việc được bổ sung và đảm bảo rằng các yêu cầu đó được thực hiện theo thứ tự là các yêu cầu nào có giá trị cao nhất sẽ được giải quyết trước tiên và cuối cùng là các cái thiết kế đã, cũng đã được ưu tiên rồi các thiết kế ưu tiên hoặc là xếp hạng có sẵn cho công việc bổ sung và đảm bảo rằng các thiết kế có giá trị cao nhất mà nó đã được sắp xếp cái nào làm trước cái nào làm sau cái nào quan trọng nhất cái nào quan trọng ít đi và 10 ba người project manager và cả team chúng ta phải theo dõi chúng ta phải luôn bám sát requirement đã được ưu tiên này, báo sát những cái thiết kế đã được ưu tiên này để mà chúng ta làm dự án. À, chúng ta không có được mà thích làm gì thì làm mà chúng ta cũng không, không có được là uh, chê hoặc là không có được là ừ, uh, cái này dễ này làm trước đi, vân vân và vân vân. Không thể nào mà chúng ta cũng phải đảm bảo được cái chuyện là chúng ta uh, làm theo những cái kế hoạch đã được confirm đã được xác nhận. À, thì tới đây thì cái phần này cũng đã kết thúc và chúng ta sẽ thấy là trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải thực hiện cái việc ưu tiên này một cách khách quan một cách chủ động và chúng ta sẽ phải cân đo đong đếm rất là nhiều yếu tố để mà đảm bảo được là cái gì ưu tiên thì nó sẽ như định nghĩa ba nó mang lại những cái giá trị cao nhất tốt nhất cho các bên liên quan hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công